Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt và trao quyết định bố trí thuê chung cư đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Tháng 12 năm 2023, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ủy ban Nhân dân các quận huyện, sau khi kiểm tra và xin ý kiến thành viên hội đồng xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 71 ngày 11 tháng 1 năm 2024 phê duyệt bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với 44 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố trao quyết định bố trí thuê chung cư và quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà khẩn trương triển khai ngay thủ tục bố trí căn hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kịp nhận nhà chung cư để đón Tết Nguyên đán năm 2024. Hộ nghèo được bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước sẽ được giảm 60% tiền thuê nhà. Trường hợp hộ có người khuyết tật sẽ được miễn 100% tiền thuê nhà. Việc bố trí chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hôm nay cũng thể hiện sự cố gắng của cấp chính quyền, Sở Xây dựng trong việc xây dựng phương án phân bổ, tiêu chí xét duyệt công tâm, khách quan để bố trí tạo điều kiện cho các hộ an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Báo cáo bà con đây sự nỗ lực. Và không phải là 44 hộ này đâu. Trong hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì hội đồng xét chung cư và chủ tịch ủy ban thành phố tiếp dân cũng xử lý một số trường hợp rất đặc biệt khó khăn. Và cái đợt này là đợt lớn và trên cơ sở đề xuất của các quận huyện lựa chọn cách khách con cầm tâm. Sau thời gian dài sống tạm cư, nhiều hộ gia đình không giấu được niềm hạnh phúc khi hôm nay được tận tay nhận quyết định bàn giao nhà. Được biết, 44 trường hợp trên đều là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con. Nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có được thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước, để cho gia đình con cái được chỗ ở ổn định, để sinh sống học tập làm ăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi. Nói chung là mình rất là mừng khi nhận được cái căn hộ chung cư này, cũng biết cũng quý ơn tất cả các anh chị đó kìa đã tạo điều kiện cho mình được nhận được các căn hộ, rất là mừng. Thì rất là vui khi được bố trí thuê cái chung cư, tại vì nhà cửa ở trong bây giờ sập bét rồi. Nói chung là chị rất vui lắm để có nhà cửa để cho lo cho các con. Theo báo cáo, tính đến hết năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành hơn 16.700 căn hộ, trong đó vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư hơn 12.000 căn hộ, chiếm tỷ lệ khoảng 80% quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước của cả nước. Đối với chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, thành phố Đà Nẵng đang quản lý gần 10.000 căn hộ đã bố trí thuê trên 98%.